Ông Đặng Hồng Thái, người cấp giấy phép xây dựng trong vụ cháy tại quận Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người chết, bị kỷ luật xóa tư cách phó chủ tịch quận. UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái. Theo đó, ông Đặng Hồng Thái bị kỷ luật do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng vào ngày 29 tháng 3 năm 2024. Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội còn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cũng do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trả lời báo chí sau thời điểm vụ cháy thảm khốc xảy ra, ông Đặng Hồng Thái, nghỉ hưu hồi tháng 1 năm 2022 cho biết, khi chủ nhà xây dựng trái phép, ông đã có hai văn bản chỉ đạo xử phạt, đồng thời ra quyết định cưỡng chế, giao Chủ tịch UBND phường Khương Đình thực hiện quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, công tác triển khai các văn bản chỉ đạo tiếp theo như thế nào thì ông Thái cần phải kiểm tra lại mới chia sẻ được với báo chí. Trước đó, ngày 12 tháng 9 năm 2023, xảy ra vụ cháy chung cư mini ở ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người tử vong. Công trình này sau đó được xác định xây dựng trái phép, không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, tháng 3 năm 2015, UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Công trình được cấp phép 6 tầng, tương đương với 20,2 m, không tính tum thang. Tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4 m2 trên thửa đất 240 m2. Người ký cấp giấy phép xây dựng cho công trình này là ông Đặng Hồng Thái, khi đó là Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Dù được cấp phép 6 tầng, nhưng ông Nghiêm Quang Minh đã cho xây dựng công trình này lên đến 9 tầng, với diện tích sàn khoảng trên 2.000 m2. Sau khi xây dựng xong, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống. Một ngày sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Tới cuối tháng 1 năm 2024, công an thành phố Hà Nội đã thông tin khởi tố thêm 6 cựu cán bộ công an, thanh tra xây dựng để làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cháy này. Trong đó có 3 người là lãnh đạo phường và công an phường, gồm Chu Xuân Sơn, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn 2015-2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam, Phạm Tấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn từ 2018 đến khi bị bắt, và Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình. Ba cán bộ công tác trong lĩnh vực xây dựng bị khởi tố gồm Trần Trọng Khang, nguyên đội trưởng đội trật tự xây dựng Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân giai đoạn 2013-2016, Nguyễn Đình Quân, nguyên tổ trưởng tổ trật tự xây dựng Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn 2014-2016, tổ trưởng tổ trật tự xây dựng Ủy ban nhân dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng Ủy ban nhân dân phường Khương Đình. Liên quan tới những vi phạm trong lĩnh vực xây dựng phòng cháy chữa cháy tại quận Thanh Xuân, cơ quan chức năng sau đó xác định trên địa bàn có tổng cộng 5 công trình vi phạm do Nghiêm Quang Minh làm chủ đầu tư. Trong đó có 2 công trình tại địa chỉ số 16, ngách 1/46 Bùi Sương Trạch, phường Khương Đình, 1 công trình tại số 11, ngách 29/28 Khương Hạ, phường Khương Đình, 1 công trình tại tổ 3 Kiến Thiết, phường Quan Nhân và 1 công trình tại địa chỉ số 24, ngõ 203 đường Trường Chinh, phường Khương Mai. Trong một báo cáo mới đây, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đánh giá có nhiều khó khăn vướng mắc trong xử lý các công trình vi phạm này nên xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để chỉ đạo xử lý. Cụ thể, theo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, cả 5 công trình theo bản vẽ được phê duyệt phải lùi vào so với đường đi, nhưng khi thi công, chủ đầu tư đã không thực hiện theo giấy phép xây dựng. Nếu cưỡng chế phá dỡ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu, chất lượng và an toàn chịu lực của công trình. Có công trình đã xây dựng và đưa vào sử dụng được hơn 10 năm. Khó khăn vướng mắc thứ hai, theo thiết kế 5 công trình nêu trên đều thuộc dạng nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini. Chủ đầu tư đã bán cho các chủ sử dụng và hiện tại có khoảng hơn 140 phòng và khoảng hơn 600 người đang sinh sống, ăn ở ổn định tại các công trình nêu trên. Nếu cưỡng chế phá dỡ, phần sai phạm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và tổn hại tới tài sản của rất nhiều người đang sinh sống tại công trình, sẽ dẫn đến người dân không có chỗ ở, có thể dẫn tới bức xúc và khiếu kiện kéo dài. Thứ ba, đối tượng vi phạm là Nghiêm Quang Minh, hiện đang bị tạm giam, chỉ có những cư dân, người sử dụng căn hộ đang sinh sống, ăn ở ổn định tại công trình, nên việc khắc phục và xử lý các vi phạm khó khăn do những người đang sinh sống ở đây không phải là đối tượng gây ra vi phạm về trật tự xây dựng. Thứ tư, các công trình vi phạm nêu trên đều xây dựng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước nên rất khó để xác định cụ thể, chính xác thời gian đưa vào sử dụng và từ đó đến nay có phát sinh vi phạm trật tự xây dựng hay không, dẫn tới khó khăn cho việc áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý công trình. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cho biết đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các phường kiểm tra giám sát không để phát sinh vi phạm và tiếp tục đề nghị khắc phục về phòng cháy chữa cháy theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Chiều ngày 1 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thảo luận tại các tổ về đề án về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại phiên thảo luận, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá sự ban hành đề án là rất cần thiết trong bối cảnh cả nước và Hà Nội thời gian qua liên tục xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tính mạng tài sản của người dân. Trước tình hình trên, vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống còn cần một quá trình chuẩn bị. Cũng theo ông Tùng, thực tế công tác phòng cháy chữa cháy, việc áp dụng các quy định pháp lý ở các địa phương chưa có sự đồng bộ liên thông từ khâu cấp dự án, cấp giấy phép xây dựng đến khâu thanh tra giám sát, kiểm tra, nghiệm thu. Dẫn vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân khiến 56 người thiệt mạng hồi tháng 9 năm 2023. Ông Tùng cho biết, cơ quan chức năng đã phải lật lại toàn bộ vụ việc, xác định nguyên nhân sâu xa là từ vi phạm trật tự xây dựng. Từ đó, cơ quan công an mới khởi tố chủ nhà, đồng thời xem xét điều tra tổng thể vụ việc, từ quá trình cấp phép xây dựng đến giám sát nghiệm thu, áp dụng quy định về phòng cháy chữa cháy trong thời kỳ sau này. Ông Tùng nói, tất cả những nội dung trên phải đưa ra bản cân để xử lý hết, đồng thời nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh hiện nay là rất khó khăn, cần nhà nước và nhân dân chung tay làm, trong đó nhà nước hỗ trợ người dân một phần để khắc phục các vi phạm. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, bên cạnh đó là chế tài xử lý mạnh kèm theo cơ chế đặc thù để xử lý các công trình vi phạm theo lộ trình. Phải được có lộ trình cụ thể, chứ nếu nói ra mà không có kinh phí, không có hỗ trợ, không sát sao thì không thể giải quyết được. Cùng nội dung này, ông Trần Hập Dũng, Phó trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, công tác phòng cháy chữa cháy cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể người dân, chứ không riêng một lực lượng nào. Theo ông, công tác phòng cháy chữa cháy thời gian qua mặc dù được đầu tư nhưng còn nhiều bất cập, nhất là việc phòng chống cháy nổ ở nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ. Theo đó, ông Dũng đề nghị thành phố cần có quy định rõ về quy chuẩn, tiêu chuẩn và biện pháp xử lý với khu nhà ở không đảm bảo về mặt cắt ngang đường để xe cứu hỏa tiếp cận khi có sự cố. Ông Dũng nói, thành phố có thể xem xét không cấp giấy phép xây dựng thêm nhà ở cho những khu vực nói trên, đồng thời có mô hình thí điểm để sử dụng hệ thống cấp nước, trữ nước tại các hộ dân để khi có cháy thì có nước sử dụng. Ở góc độ khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho rằng, để công tác phòng cháy chữa cháy thực sự hiệu quả, thì ngoài sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp trong công tác phòng cháy chữa cháy, thì việc nâng cao ý thức của người dân về vấn đề này cũng vô cùng quan trọng. Từ thực tiễn của địa phương, tôi thấy nhiều gia đình sử dụng thiết bị điện, bếp ga, đun nấu rất tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do vậy, chúng ta cần phải tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiêu điểm cuối tuần trên kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thay mặt những người làm chương trình và Báo Sức Khỏe và Đời Sống, chúng tôi xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân và gia quyến của các nạn nhân trong vụ cháy. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua được cả nước quan tâm và vẫn chưa thôi bàng hoàng, xót xa cho các nạn nhân trong vụ cháy. Vụ cháy đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong tiêu điểm tuần này, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại khoảnh khắc vụ cháy thương tâm xảy ra vào đêm 12 tháng 9 vừa qua. Chung cư mini nơi xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Người đầu tiên phát hiện ra đám cháy là ông Ngô Phó Điền, bảo vệ của chung cư. Chia sẻ tại hiện trường vụ việc, ông Điền cho hay khoảng 23 giờ đêm ngày 12 tháng 9, ông ngửi thấy mùi khét nên đi kiểm tra, thì phát hiện lửa cháy từ bảng điện ở tầng 1. Lửa nhanh chóng lan ra và khói đen dày đặc khiến rất nhiều người hoảng loạn. Ông Điền là bảo vệ tòa chung cư mini ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nơi xảy ra vụ cháy cướp đi sinh mệnh 56 người. Đau buồn hơn, trong số những nạn nhân tử vong có vợ chồng con gái ông cùng hai người cháu ngoại. Vợ chồng ông mua căn hộ ở tầng 5 chung cư mini được gần 8 năm nay, là một trong những người đầu tiên ở đây lại có trách nhiệm và nhiệt tình, nên vợ chồng ông và một cặp vợ chồng cao tuổi khác được mọi người yêu quý, tín nhiệm làm bảo vệ trông nom tài sản chung của căn chung cư. Dù ông là người đầu tiên phát hiện ra cháy bảng điện, ông đã xịt bình cứu hỏa nhưng không ăn thua nên đã chạy đi dập cầu giao tổng của tòa nhà, nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra. Hiện tại, hai ông bà đang ở nhờ nhà anh trai của bà Yên trên phố Thái Thịnh. Nhà cửa mất trắng, tài sản, quần áo không còn gì. Căn phòng trên tầng 5 là ông bà mua ở cùng hai cháu ngoại để đi học ở Hà Nội. Vợ chồng người con gái làm việc ở tỉnh, thỉnh thoảng mới lên thăm con. Nhưng đúng hôm họ có mặt ở Hà Nội thì xảy ra chuyện đau buồn. Cụ thể, sự việc xảy ra lúc 23 giờ ngày 12 tháng 9. Như mọi ngày, ông nằm ở tầng 1 của chung cư để làm nhiệm vụ trông coi xe và bảo vệ an ninh. Bất ngờ ông nghe thấy một tiếng nổ kèm theo khói đen bốc ra từ khu vực bảng điện gần những chiếc xe máy bùng phát cháy nhỏ, đám cháy cỡ bằng bàn tay.
Lúc ấy ông Điền gọi vợ rồi mang bình cứu hỏa ra chữa cháy. Tuy nhiên khi ông dùng bình xịt cứu hỏa phun vào đám cháy thì đám cháy bùng phát dữ dội hơn. Sau đó ngọn lửa bùng phát lớn rồi cháy lan khắp những chiếc xe máy khác tại khu vực tầng 1. Nhà ông bảo vệ ở tầng 1 nghe tin cũng vội chạy ảo ra. Lúc sau nhiều người nghe tiếng báo cháy cũng vội dập lửa nhưng không kịp. Càng phun bình cứu hỏa thì lửa càng cháy lớn. Cùng với đó có hàng chục chiếc xe máy nên lửa bùng nhanh, mỗi lúc một dữ dội. Lúc này nhiều người ở gần khu vực tầng 1 cố gắng chạy thoát thân, còn những người ở tầng trên thì cố gắng chạy thoát lên khu vực tầng thượng. Thế nhưng cửa khu vực tầng 9 lối lên tầng tum đã bị khóa, nên mọi người chạy lên đều mắc kẹt, trong số đó có cả vợ chồng, con gái và hai cháu ngoại của ông. Ông bà day dứt khi không cứu được con cháu và nhiều người khác. Hiện tại tinh thần của ông bà vẫn còn hoảng loạn, bà liên tục khóc và muốn đi theo con cháu. Ông bà đều than trách chính mình là bảo vệ mà không cứu được con cháu. Mọi người xung quanh động viên ông bà rất nhiều. Nhưng nỗi đau của người ở lại là quá lớn và không biết khi nào mới có thể nguôi ngoai. Đối diện với ngọn lửa và đám khói đen mù mịt, người dân sống tại 45 căn hộ trong tòa chung cư đã tìm mọi cách để tháo chạy. Ngoài những người thoát nạn nhờ mang thang dây dự phòng từ trước, có người đã đặt em bé vào một xô nước và thả xuống. Nhưng cũng có người liều mình nhảy từ tầng cao. Phía sau ngôi nhà xảy ra vụ cháy vào đêm 13 tháng 9 vừa qua. Chiếc thang dây mà một hộ gia đình ở tầng 3 tòa nhà thả xuống để thoát nạn vẫn còn đó. Theo lời mà nạn nhân kể lại, khoảng 23 giờ 30 ngày 12 tháng 9, gia đình gồm hai vợ chồng cùng hai con đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy khói đen bốc lên kèm theo tiếng chi hô thất thanh của mọi người nên vội chạy ra ngoài. Sau khi chạy ra ngoài, người chồng ngửi thấy mùi khét kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1. Ngay lập tức, hô hoán vợ con chạy ra phía sau căn hộ, dùng thang dây và tụt xuống con ngõ phía sau tòa nhà. Thời điểm xảy ra cháy, cả căn chung cư bị cắt điện nên nhiều người liều mạng nhảy từ tầng cao xuống các căn nhà bên cạnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại phía sân thượng sát cạnh bên ngôi nhà bị cháy vào đêm ngày hôm qua. Và đây chính là một cái xô đã trở thành dụng cụ để đưa một em bé xuống từ trên căn nhà bị cháy, theo nhân chứng kể lại. Như quý vị có thể thấy thì mọi hiện trường ở đây vẫn còn đang rất ngổn ngang và chưa được dọn dẹp. Phía bên này chính là bể nước, nơi mà nguồn nước được mọi người sử dụng cũng như là lực lượng cứu hộ sử dụng để thấm những chiếc rẻ chống khói. Và phía sau lưng tôi đây chính là một cái cửa sổ mà mọi người đã sử dụng, đã đập ra và sử dụng làm nơi thoát hiểm. Phía dưới là chiếc thang của căn nhà hiện tại nơi tôi đang đứng và đã dựng lên để cho mọi người thoát ra an toàn. Chả biết cách vào đây để nộp cho công an. Chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ hỏa hoạn, bà Nga, chủ căn nhà số 12A ngách 70, ngõ 29 Khương Hạ, căn nhà mà các nạn nhân đã nhảy xuống đêm qua, đang tìm kiếm đồ đạc của các nạn nhân bỏ lại để phối hợp cùng lực lượng chức năng. Chỗ cái vị trí này là cái sân thượng, không có mái che, không có rào, nên là các bạn tầng 6, 7, 8 là nhảy sang đây. Khói lắm, khói đen xì sợ lắm, rất là khói. Cho nên là họ sẽ dùng rất là nhiều khăn rồi các thứ ở đây. Họ lấy toàn bộ cái bể nước này là, hai cái bể nước này là được chưng dụng toàn bộ để dúng ướt của mấy bạn cứu hỏa đấy. Thế là các bạn ấy vào đây, còn cái cửa này thì là của bên cứu hỏa họ đập, bên cứu hỏa họ làm. Đấy, thì còn đâu là chung cư thì họ cũng có cửa thoát hiểm đấy, nhưng mà chắc là khói quá họ sợ, không dám nhảy ra. Nhưng là nhờ, tức là có một cô cũng tầm trung trung tuổi như cô. Cô nhảy xuống đây thì cô ấy đập cái tay vào đây thì cô bị gãy tay, đập cái lan can này cô bị gãy tay. Đấy, thế còn đâu có một bác thì cũng béo béo thì bác nhảy xuống đây thì gãy chân, không biết là gãy cái gì nữa không biết. Chỉ biết là họ sẽ chuyển xuống bằng cái đường thang này. Thế là cứu hỏa gặp cũng được nhiều người đi từ đây. Trước khi cứu hỏa đến thì cũng đã nhiều người ở bên này đã chạy sang qua cái đường, ba cái đường sân thượng này rồi. Thì là sân thượng là cái cửa ban công là luôn mở, thế mà và là không có rào chắn, cho nên là cứu được rất nhiều người, cũng rất là may mắn, cũng là giúp đỡ được cho nhiều người, ta vẫn giữ được cái mạng sống. Mà mình chỉ nghĩ rằng là tất cả không nghĩ thì cả chỉ mạng người là quan trọng nhất. Cả cái xóm này là rất là đoàn kết, là đều là đồng lòng để đi cứu người, bỏ hết tất cả mọi thứ. Không ai quan tâm gì, chỉ lo đi cứu người thôi. Thế là hỗ trợ hoàn toàn cho lực lượng chức năng. Đấy, thế là nói chung là các cái hộ ở phía mạng sau này là được cứu thoát rất nhiều. Đấy. Từ cái bạn ở dưới tầng 3, cái bạn thả thang dây đấy, thì cũng bạn thả xuống cũng có ở người dân ở dưới này đỡ.
chứ còn bạn leo xuống là bạn không leo được, đẩy người ra thì là bạn ở cái thang đấy là được 7 người, còn trên nhà cô chỗ này cái chân thượng này cũng phải được phải hơn 14-15 người đấy, có cái người nhảy xuống ngã, có người thì bên cứu hỏa họ bế ra, có cả em bé nữa. Trước đó khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 9, đám cháy xảy ra tại chung cư mini cao tầng ở phố Khương Hạ. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong chung cư. Chung cư mini bị cháy xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chia được gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Theo tin từ phía lực lượng chức năng, mỗi tầng căn hộ được thiết kế với 5 căn hộ có diện tích mỗi căn từ 35 đến 56 mét vuông. Do hiện trường nằm sâu trong ngõ nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 300 đến 400 mét. Lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được tin báo thì Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Thanh Xuân, Đại học phòng cháy chữa cháy với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình làm nhiệm vụ đã khá vất vả, do ngôi nhà này xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm, gây khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo đó, 23 giờ 20 phút ngày 12 tháng 9, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà có nhiều căn hộ. Tại địa chỉ số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã có báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhận được báo cáo từ Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố đã đến trực tiếp hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Công an thành phố đã điều động, huy động các lực lượng, phương tiện gồm 15 xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng thuộc Công an thành phố đến hiện trường để phối hợp các lực lượng khác của thành phố, chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 23 giờ 29 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận đám cháy, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn. Mặc dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng 400 mét, xe chữa cháy không tiếp cận được, nhưng các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Hiện tại, về người và tài sản đang tiếp tục được thống kê làm rõ. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Thanh Xuân để phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Ngay đầu giờ chiều 13 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở tiếp nhận điều trị 25 người, trong đó 17 trường hợp bị ngạt khói, các trường hợp còn lại bị suy hô hấp, chấn thương và bỏng hô hấp. Sau khi thị sát tại hiện trường vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp cùng đoàn công tác có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai nắm tình hình sức khỏe, thăm hỏi động viên các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cử Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương khắc phục vụ cháy đêm qua. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ. Khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư mini 9 tầng 1 tum tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người thương vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời, động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công điện đã ban hành, đồng thời biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa hỗ trợ những gia đình gặp nạn. Thưa quý vị, ngay trong chiều ngày 13 tháng 9, thì Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về số người tử vong. Tổng số lên đến 56 người và 37 người bị thương, một con số cực kỳ xót xa. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều ngày 14 tháng 9, còn 36 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại 5 bệnh viện, có Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Quân y 103, Đa khoa Sanh Pôn và Đa khoa Hà Đông. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Ở một diễn biến khác, Công an thành phố Hà Nội cũng đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Theo đó, 23 giờ 20 phút ngày 12 tháng 9, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà có nhiều căn hộ. Tại địa chỉ số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã có báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Nhận được báo cáo từ Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố đã đến trực tiếp hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Công an thành phố đã điều động, huy động các lực lượng, phương tiện gồm 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các lực lượng thuộc Công an thành phố đến hiện trường để phối hợp các lực lượng khác của thành phố, chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 23 giờ 29 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận đám cháy, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan, cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Mặc dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng 400m, xe chữa cháy không tiếp cận được, nhưng các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Hiện tại, về người và tài sản đang tiếp tục được thống kê làm rõ. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Thanh Xuân để phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Thưa quý vị, công trình theo cấp phép có số tầng thiết kế là 6 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.165,9m2. Tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tuy nhiên, tại hiện trường, hiện nay công trình xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tầng tum. Như vậy, nếu đối chiếu theo giấy phép số 89 ngày 11 tháng 3 năm 2015 và thực tế xây dựng, thì công trình này đang có dấu hiệu xây dựng vượt tầng và vượt mật độ. Công an Hà Nội đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy khiến 56 người thiệt mạng. Ông Nghiêm Quang Minh bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự, các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn. Được biết, tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã cấp giấy phép cho ông Nghiêm Quang Minh xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo đó, ông Nghiêm Quang Minh được quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ với 6 tầng, tương đương 20,2m không tính tum thang. Tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật, diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4m2, trên thửa đất 240m2. Ghi nhận tại tòa nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, nơi xảy ra vụ cháy làm 56 người tử vong có chiều cao vượt trội so với các công trình trong khu vực. Dù được cấp phép 6 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình lên đến 9 tầng, với diện tích khoảng trên 200m2. Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.
Trả lời với báo chí, ông Đặng Hồng Thái, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và là người ký quyết định cấp giấy phép xây dựng cho công trình số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ xác nhận. Khi chủ nhà xây dựng sai phép, ông đã có hai văn bản chỉ đạo xử phạt. Ông Đặng Hồng Thái cho biết thêm, tôi cũng đã ra quyết định cưỡng chế và giao chủ tịch phường Khương Đình thực hiện quyết định cưỡng chế. Còn tiếp theo như thế nào thì phải kiểm tra lại. Trong đấy là 8 căn là người ta mua rồi, người ta cho thuê lại. Chỉ có hợp đồng mua bán. Chưa có sổ. Thì đến cả linh đàm, chỉ là hợp đồng mua bán. Mong muốn của chúng tôi thế này thì cơ quan chức năng là gì? Thứ nhất là phải thông báo với chủ đầu tư. Người ta phải quay lại để người ta làm hỏng rồi là phải sửa đấy nhé. Nhưng mà họ phải hoàn thiện cái hệ thống phòng cháy chữa cháy cho dân cư ở trong tòa nhà. Mọi người ở đấy, chúng tôi ở đấy đều có ý thức, nghe đều có cái tự, chúng tôi là phải tự mở cái cửa để phát hiện, quay là như thế. Chỉ cần chủ đầu tư như thế thôi nhé. Phải hoàn thành được cái hệ thống phòng cháy chữa cháy cho dân cư đây. Còn anh bán nhà, tức là anh đã giao dịch với chúng tôi là chúng tôi mua căn hộ của anh. Nhưng mà anh bán bất kỳ một cái nhà dân bình thường cũng phải có một hệ thống chữa phòng cháy chữa cháy cho ổn định. Bây giờ anh không làm mà chúng tôi cũng đã đề nghị rất nhiều. Nhưng anh không làm thì chúng tôi phải làm. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến nhiều người thiệt mạng, Bộ Công an vừa có điện gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, xử lý các tình huống cháy nổ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt là đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Nội dung điện nêu rõ, thời gian qua Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp như vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 796 CDTTG ngày 13 tháng 9 năm 2020, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, xử lý các tình huống cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay các nội dung này. Công an các địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư trên Zalo, Facebook. Trực tiếp tuyên truyền tập huấn hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ và có mật độ người ở cao. Thưa quý vị, bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho các nạn nhân, người dân sinh sống tại khu vực này cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ lực lượng chức năng xuyên đêm, từ đó thể hiện sự chia sẻ, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Những chai nước, miếng bánh hay nơi ở tạm dành cho các nạn nhân thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam, dù trong hoạn nạn, tình người luôn còn mãi. Tôi lên đến tầng 8 rồi, tôi còn một mình. Với cái đèn flash của chiếc điện thoại của nạn nhân vứt ở trên tầng 8. Còn mình tôi thôi. Trước mặt tôi là những thi thể, đằng sau lưng tôi cũng là những thi thể, bên cạnh tôi cũng là những thi thể. Tôi cũng không biết là mình nghĩ gì lúc đó. Không chỉ những hình ảnh mà sự đau thương ở trong đó, mà kèm lẫn ở trong đó còn có những thứ tôi được gọi là bất lực. Anh còn điều gì tiếc nuối trong vụ việc này? Hai ngày sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, anh Phạm Quốc Việt, 36 tuổi, cùng các thành viên đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí, quay lại với công việc ứng trực để cứu giúp những trường hợp tai nạn tại Hà Nội. Dù xuyên đêm cứu hộ nạn nhân hỏa hoạn, sáng về phải đi làm bình thường, nhưng tới tối, FAS Angel lại tiếp tục hoạt động, không muốn gián đoạn công tác cứu hộ tai nạn giao thông hàng đêm.
4 năm thành lập FAS Angel, cứu hộ 16.000 vụ tai nạn, anh Việt và các thành viên đã quen dần với những hình ảnh đau thương và ám ảnh. Tôi nghĩ rằng là không chỉ những hình ảnh mà sự đau thương ở trong đó, mà kèm lẫn ở trong đó còn có những thứ tôi được gọi là bất ngờ. Bởi vì tôi đến đó ngay từ rất sớm, từ khi vụ cháy còn đang bắt đầu bùng phát lên, tôi nhìn thấy lượng người cầu cứu ở các tầng. Và tôi đã hiểu rằng là số lượng người không hề nhỏ đối với mức độ thương vong. Mặc dù là lực lượng cứu hỏa cũng như là tất cả các anh chị em trong đội đã nỗ lực hết sức có thể trong cái giai đoạn đầu để khống chế ngọn lửa sớm hơn, nhưng mà tiếc rằng là sức cháy của cái số lượng phương tiện ở tầng 1 nó quá lớn. Tôi chia ra các bạn là làm 3 mũi chính. Mũi thứ nhất là vòng ra phía sau, bởi vì chúng tôi nhận được thông tin rằng là có những người mà đang muốn nhảy từ trên tầng xuống phía sau để thoát thân. Thì tôi sẽ lo lắng về vấn đề là nạn nhân sẽ bị thương tích, vì chúng tôi là lực lượng sơ cứu thì chúng tôi sẽ ập vào đó sơ cứu. Nếu như nạn nhân nhảy xuống thì chúng tôi sẽ sơ cứu và đưa họ đi bệnh viện luôn. Rồi xe cấp cứu rồi các cái phương tiện cấp cứu đã ở bên ngoài sẵn rồi. Đấy. Lực lượng thứ hai là lực lượng mà tôi gọi là nhóm B, thì các bạn ấy đang chuẩn bị các cái vật dụng như là vận động người dân, nước cho cứu hỏa này, cho anh em phòng cháy chữa cháy này. Vận động người dân là chuẩn bị các chăn mền thấm nước để có thể là đối với như lực lượng của chúng tôi, lực lượng A của chúng tôi thì sẽ phải khoác lên người khi mà đi vào tìm kiếm nạn nhân chẳng hạn. Chúng tôi sẽ sử dụng những cái chăn đó, và cái chăn mền đó, cái ga giường đó cũng sẽ là cái để mà hỗ trợ cho cái việc là gói lại các cái người tử nạn và đưa xuống. Và lực lượng thứ ba là lực lượng của tôi là lực lượng S, thì luôn luôn là chuẩn bị tinh thần là ngọn lửa chỉ cần khống chế được thôi. Ngọn lửa chỉ cần khống chế được thôi là chúng tôi sẽ cùng với lực lượng anh cứu hỏa, anh em cứu hỏa là sẽ lên tầng núi cầu thang bộ, cầu thang bộ tầng 1, lên các tầng để kiểm tra những cái người mà còn sống sót. Và nếu như có người sống sót là chúng tôi sẽ phân nhau đưa xuống luôn, tìm kiếm những người còn sống. Và trong khoảng thời gian lên đây tôi tìm kiếm được khoảng một gia đình có 7 người, mà thì chính gia đình đó là được tôi mở cửa và đưa xuống. Và tôi đã hướng dẫn luôn những người khi mà đi qua, chị ấy như tầng 7 đi qua những cái khu vực có những người tử nạn thì các cháu cũng sẽ lên bịt mắt. Thực sự là lúc đó tôi không biết là tôi đang nghĩ gì, kể cả là tôi lên đến tầng 8 rồi, lúc đó mọi người chỉ tập trung vào vấn đề là đưa những người còn sống xuống trước, thì tôi còn một mình với cái đèn flash của chiếc điện thoại của nạn nhân vứt ở trên tầng 8. Còn mình tôi rồi, trước mặt tôi là những thi thể, đằng sau lưng tôi cũng là những thi thể, bên cạnh tôi cũng là những thi thể. Tôi cũng không biết là mình nghĩ gì lúc đó, bởi vì cái lúc đó ấy, nó không còn một hy vọng nào cả. Trước đây tôi đã từng nuôi hy vọng là tôi nhìn thấy những ánh đèn flash ở các tầng là tôi sẽ lao đến, tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ đo nồng độ oxy trong máu, tôi xem họ còn thở không, họ có bị chấn thương gì không. Thế nhưng mà những cái người ở trên dãy tầng đó đã không còn ai còn sống cả, mặc dù là có khoảng 6-7 chiếc điện thoại bật đèn flash, họ chiếu sáng cho tôi. Thế rồi là tôi đã ngồi ở đó, trong đầu mình cũng chẳng nghĩ gì cả. Tôi chỉ cảm nhận thấy rằng là có rất nhiều người xung quanh mình. Và cái mà tôi nhớ nhất đó là trong đó có cả những trẻ em, có cả những người cha người mẹ đang cố gắng, hay là người thân đang cố gắng che cho những trẻ em, mong muốn là nó được sống. Cái cầu thang thoát hiểm của thang bộ lại nằm ngay cạnh cái cầu thang máy, và nó không được kín, nó không phải là một bức tường kín mà nó lại hở phía sau lưng. Thế thành thử ra là cái ngọn lửa trong thang máy nó phè ra chiếm lấy toàn bộ cái không gian của cái cầu thang bên cạnh, cầu thang bộ bên cạnh, và rồi là các tầng đã bị chia cắt từ tầng đó, cho nên mọi người không lên được đến tầng 9 và dừng lại ở tầng 8. Cái cầu thang mà từ nối bắt đầu từ tầng 6 lên tầng 7 là có một nhóm người khoảng 7-8 người, và từ tầng 7 lên tầng 8 cũng có một nhóm người, và lên nhiều nhất là lên tầng 8, đó là gọi là tầng chết chóc của mình, thì
nó có khoảng hơn 20 người. Tôi nhớ từng người một, tôi nhớ từng các em một, tôi nhớ từng các anh chị một, tôi nhớ từng các ông bà một ở tầng 8, thậm chí là cả các tầng rơi. Tôi chạm vào họ, tôi nhận diện được, tôi nhìn được hết tất cả những thứ mà trang phục họ mặc, tay họ đeo lên, họ đeo gì, và họ đã trong tình trạng như thế nào. Tôi tưởng tượng được hết tất cả những sự cố mà họ đã gặp khi tôi đứng ở vị trí của họ. Và tôi hiểu rằng những hình ảnh này hay là những cái giai đoạn mà họ đã trải qua nó thực sự thảm khốc. Cuộc sống có sinh lão bệnh tử, có sinh thì có diệt, có sinh có mất. Nhưng đây là một trong những thảm cảnh mà tôi thực sự không muốn gặp lần thứ hai. Tôi lên đến cái cửa phòng của họ và tôi nhìn thấy là cái khói nó không vào qua cái khe cửa, thì tôi đoán chắc là trong này có người. Tôi đoán chắc chắn trong này có người, và trong đầu tôi lúc đó tôi nghĩ ngay, bởi vì cái hướng này là hướng là mặt ngõ nên họ có ban công. Họ có ban công. Một là họ đã leo xuống được. Hai là trong này có người vẫn còn sống. Tôi đứng đặt tay vào cửa, có ai không? Thì bên trong có anh ơi cứu chúng em. Thế là tôi mở cửa ra đi. Thế mở cửa ra cái thì mọi người nhìn thấy, ôi đây rồi, thế xuống được chưa anh, xuống được chưa. Thế là, nhà có bao nhiêu người? Nhà có 7 người. Đếm đủ số người. Tôi nói rất là nhanh gọn để cho mọi người giống như kiểu thoát ra khỏi cái sự hoảng sợ. Tôi nói rằng là đếm đủ số người rồi, đây nhà em có 2 cháu này, 1 cháu hàng xóm này, 1 bố với 2 vợ chồng em. Ok, mọi người đi theo, nhớ đi dép hoặc đi giày, bởi vì ở dưới rất có thể có nhiều thủy tinh. Các cháu bé thì cần phải che mắt khi di chuyển xuống hướng cầu thang, ở dưới thì có nhiều người lắm. Tôi đã nói với người chồng như vậy, và tôi đã đưa cái đèn pin duy nhất của mình cho người chồng đi xuống soi cho mọi người xuống. Thế là xuống được đến chắc là một vài tầng thì được lực lượng ở dưới đang tìm kiếm ở dưới đón. Đấy, thế là đấy là cách mà tôi hướng dẫn cho mọi người để làm sao mọi người có thể không nhìn vào những sự ám ảnh đó. Và khi mà các anh chị đi xuống là tôi nhìn qua cái khe của cái cầu thang, cái khe nối giữa cầu thang với nhau, thì tôi nhìn ra thấy mọi người đã được đón là tôi rất là yên tâm. Và tôi lại đi kiểm tra phòng tiếp theo, và tôi nhặt vội chiếc điện thoại của một nạn nhân nào đó đang chiếu đèn flash. Tôi lại đi kiểm tra các tầng tiếp theo và tìm kiếm những người còn sống. Anh còn điều gì tiếc nuối trong vụ việc này? Tôi có một cái tiếc nuối, đó là nếu như có thể tiếp cận được sớm hơn, những có một vài người tôi vừa tiếp cận là họ cũng vừa chết, tiếp cận sớm hơn thì tốt quá. Nếu như mà những cái người mà họ có kỹ năng hơn, họ hiểu hơn, họ không chạy vào nhà tắm là một nơi là cực kỳ kín khí và dễ tràn vào, họ chạy ra hướng ban công sân phơi đối với những người phía trước, thì có lẽ là cũng không có nhiều người thương vong như vậy. Nếu như mà cái căn nhà đó nó không có quá nhiều người và các vật dụng nó không quá gọi là để lộn xộn ở lối hành lang, thì có lẽ đã nhiều người lên được sân thượng và cũng không có nhiều người chết nữa. Và nếu như tất cả các gia đình đều được trang bị lối thoát hiểm và hệ thống an toàn, thì có lẽ rằng là mọi người cũng đã tự giải thoát được phần nhiều thành viên trong gia đình mình, và rồi là số lượng người thương vong cũng sẽ giảm đi. Đấy là tất cả những cái mà nếu như mọi việc đã xảy ra rồi, tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải nhìn lại, cần phải suy nghĩ lại, cần phải nhìn thẳng vào vấn đề để rút ra một bài học lớn mà không muốn bao giờ, không có ai muốn nó sẽ lặp lại, không ai muốn nó sẽ gặp lại. Và một bài học lớn đến mức mà có lẽ cả cuộc đời thế hệ này hay thế hệ sau khi nhìn vào đó đều phải rùng mình với cái sự
mất mát và đau thương. Mục tiêu quan trọng nhất của họ là cứu người hiệu quả và nhanh nhất có thể, giúp người dân có cơ hội sống dù là mong manh. Nhưng trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương vừa qua, thực sự là những ký ức không bao giờ quên đối với anh Việt cũng như với các thành viên khác trong đội. Những giây phút kinh hoàng đã qua đi, chỉ còn lại đau thương cho những người ở lại, những gia đình chia ly, những đứa trẻ bơ vơ giữa đời. Dẫu vậy, tình người vẫn còn đó, cộng đồng đang nỗ lực từng giờ để động viên, hỗ trợ nạn nhân và gia đình. Có lẽ đây chính là bài học lớn trong công tác phòng cháy chữa cháy và xây dựng kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp cấp bách, một bài học không dành cho riêng ai. Trong những người tham gia hỗ trợ nạn nhân vụ cháy, có lẽ nhiều người trong chúng ta thật xúc động khi nhìn những hình ảnh lấm lem của các tình nguyện viên, hay là một anh chàng shipper đã không quản thân mình lao vào căn nhà nguy hiểm để giúp đỡ được không ít những nạn nhân hoảng loạn. Đó là những tấm gương sáng trong xã hội cần được chúng ta tôn vinh. Một số nhân chứng cho biết, thời điểm cháy hàng chục hộ gia đình đang ở trong tòa nhà nên nhiều người bị mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy. Theo chia sẻ của người dân, khu vực ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình tập trung nhiều chung cư mini, nhà trọ. Thu hút nhiều hộ gia đình trẻ và sinh viên của các trường đại học lớn gần đó như Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội. Em thấy một đứa cháu với một em quên ở một anh ấy, em ở tầng trên. Em bế đứa cháu gái tầm 13 tuổi. Xong em bế xuống thì em hô mấy anh lên, thế là thôi lên tầng 5 hay tầng trên thôi cùng ấy. Có 5 người, ra cả gia đình ấy. Đấy em chúng cho xuống. Cứu hộ cách nào ạ? Mình lấy dép cho người ta, lấy dép với lấy khăn ướt ấy, thấm người ta, thế là mình đi trước ấy, soi người ta, hay ví dụ nhiều xác ở cầu thang thì mình bế người ta đi qua, không để người ta chậm người ta. Em chứng kiến hiện trường thấy cảm giác nào ạ? Vào đấy phải thấy chứng kiến chứ. Ôi, em cần gì? Vì sao nhận được thông tin rồi, anh ở đâu rồi? Anh tớ ở bên này, ở trọ bên này, ở nhà chị gái ở chung cư này bị cháy, thì tớ phi sang luôn. Đấy lúc không giờ 23 nhắn tin đấy là phi ra. Lúc đấy anh có sợ không? Có cảm giác gì sợ? Sợ chết chứ. Lúc đấy run, đợi một lúc mấy ông công an thấy lang láng đi, nên mình ở bên kia mình chui vào, thấy một ông anh vào trước. Ông anh áo xanh vào trước, thế mình chạy theo một người. Mình chạy lên thì lùng tục súng các kiểu. Lúc đấy hết nhá, lúc đấy kiểu mình như này, đội mũ được như này. Đấy, xong đeo khẩu trang thế. Thế không có thiết bị gì, mình nói chung cũng kiểu khói nó độc ấy. Khói độc lắm. Xong bây giờ mà đây, tầng nghĩ lại rồi. Cái cảm giác đấy thì anh thấy như thế nào? Mình có làm lại những cái đấy không? Thì vẫn làm lại, như có con cháu mình ở đấy. Em bảo là cứu bao nhiêu người anh nhỉ? Gần chục người. Chưa tính hai chị kia em mới tìm đến cùng với ông với bạn quân y ấy. Đó, chưa tính hai người đấy. Hai chị gái đấy. Không cảnh trong phòng hơi đáng sợ là nhiều người chết. Một phòng 16 người chết. Cầu thang ở tầm 7-8 người chen chúc nhau. Vì mình kiểu mình để cái đồ chơi trẻ con ấy, cái xe ấy, mình lúc ấy mình hoảng loạn ấy. Mình lắm vào thế là cái xe nó ở trên, mình ôm nhau rồi 7-8 người cũng hẳn, còn 16 người quá mạnh, còn 4 người cả gia đình ở trong nhà tắm. Quá mạnh thì không ám ảnh, nhưng mình lúc đấy mình kiếm người mình bê vận chuyển xuống thôi, cùng anh em mới phòng cháy thôi, mình xuống thôi. Thưa quý vị, lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân là một vụ đặc biệt nghiêm trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ những nạn nhân và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy. Hiện nay, các nạn nhân đang tiếp tục được hỗ trợ chỗ ăn ở, nhu yếu phẩm và chi phí điều trị tại các bệnh viện. Đầu giờ chiều ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi động viên nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội đang nằm điều trị tại đây. Tại Bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến từng khoa phòng của Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Nhi khoa để thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ cháy. Qua hỏi thăm các y bác sĩ tình hình điều trị sức khỏe của các nạn nhân, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế động viên bệnh nhân yên tâm điều trị. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết,
Ngay từ 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 26 nạn nhân, trong đó 7 trường hợp là bệnh nhi, còn lại là người lớn. Có 2 nạn nhân đã tử vong ngoại viện, 1 trường hợp chưa xác định danh tính. Người cao tuổi nhất là 81 tuổi, bé nhất là nạn nhân 8 tháng tuổi, 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết, các bệnh nhân là ngộ độc khí CO. Ngoài ra, vì bệnh nhân nhảy khỏi đám cháy, nên nhiều người bị chấn thương và đa chấn thương, hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Nhi Khoa, Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện đã hội chẩn các chuyên khoa cấp cứu cho bệnh nhân trong vụ cháy toàn viện, gồm hơn 20 chuyên gia. Thông tin tại buổi hội chẩn cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. Các bệnh nhân chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương, nhưng không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện xác định việc cứu chữa người bệnh phải đặt lên hàng đầu và ngay từ đêm qua đã huy động lực lượng cấp cứu nhanh chóng, tối ưu nhất có thể làm sao để hạn chế tối đa tử vong cho nạn nhân. Bệnh viện bước đầu chỉ đạo tạm thời chưa thu bất kỳ chi phí nào của bệnh nhân, chăm lo dinh dưỡng, tập trung tối đa vì người bệnh. Nghe qua báo cáo bước đầu của bệnh viện, Thủ tướng cho biết, sáng nay Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã báo cáo sơ bộ về công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần nỗ lực cấp cứu nạn nhân của các y bác sĩ. Thủ tướng mong rằng các bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa nạn nhân, quan tâm động viên tinh thần nạn nhân và người nhà. Chiều ngày 14 tháng 9, hàng trăm người từ khắp nơi đổ về để đặt hoa, thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy. Nhìn lên tòa nhà nơi có những người bạn, người đồng nghiệp hay chỉ là những con người chưa từng quen biết nhưng đã không may tử nạn, ai cũng xúc động và vô cùng thương xót. Những hình ảnh này cũng chính là phần kết của tiêu điểm ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân gặp nạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.